Lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Trước đó, tại khu vực mốc biên giới Việt Nam-Lào thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã bắt giữ đối tượng Siêng Phong Mi, trú tại tỉnh Siêng Khoang, Lào, đang đưa 9 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. Kết quả điều tra, đối tượng khai nhận được một người Việt Nam thuê dẫn đường đưa 9 người vượt biên sang Lào với tiền công là từ 5 đến 7 triệu đồng một người. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.